Lại nữa, thiện nam tử nói tùy hỷ công đức là hết thảy tận pháp giới hư không giới, chư Phật Như Lai, mười phương ba đời đều nhiều như số hạt bụi. Tất cả cõi Phật từ lúc ban đầu phát tâm vì nhất thiết chí mà siêng tu tích tụ phước, chẳng tiếc thân mạng, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết, bất khả thuyết, cõi Phật trong mỗi mỗi kiếp xả bỏ số đầu mắt tay chân nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết, bất khả thuyết, cõi Phật. Tất cả khổ hạnh khó làm như vậy, viên mãn đủ thứ, môn ba la mật, chứng nhập đủ thứ, trí địa của Bồ Tát, thành tựu vô thượng Bồ Đề và niết bàn của chư Phật, phân thân, xá lợi, hết thảy, căn lành con đều tùy hỷ, và mười phương tất cả thế giới đó, sáu loài bốn thứ sinh, tất cả, giống loài, hết thảy công đức, cho đến một hạt bụi, con đều tùy hỷ. Mười phương ba đời tất cả thanh văn và bích chi Phật, hữu học, vô học, hết thảy công đức, con đều tùy hỷ. Tất cả Bồ Tát tu vô lượng khổ hạnh, khó làm, chỉ cầu vô thượng, chánh đẳng Bồ Đề. Công đức rộng lớn, con đều tùy hỷ. Như vậy, cõi hư không có thể hết, cõi chúng sinh có thể hết, nghiệp chúng sinh có thể hết, phiền não chúng sinh có thể hết, nhưng sự tùy hỷ của con đây không thể nào hết được. Niệm niệm liên tục không gián đoạn, thân miệng ý nghiệp không có mỏi mòn. Tùy hỷ công đức có bốn thứ. Thứ nhất, tùy mà không hỷ. Thứ hai, hỷ mà không tùy. Thứ ba, cũng tùy, cũng hỷ. Thứ tư, chẳng tùy, chẳng hỷ. Tùy mà chẳng hỷ là phát xuất từ sự miễn cưỡng. Ví như có những vị hòa thượng vì chính trị mà thiêu thân. Thân đã xả bỏ rồi, nhưng chẳng phải phát xuất từ sự hoan hỷ, mà là có một thứ tâm sân hận đấu tranh. Đây gọi là tùy mà chẳng hỷ. Hỷ mà chẳng tùy là hoan hỷ, nhưng chẳng đi làm công đức. Cũng tùy, cũng hỷ là chạy theo làm công đức, mà còn hoan hỷ. Chẳng tùy, chẳng hỷ là vốn chẳng đi làm, cũng chẳng hoan hỷ. Có bốn thứ sự khác biệt này. Công là lập công, đức là làm đức hạnh. Công thì hiền bày, đức thì bí mật. Công thì ai ai cũng nhìn thấy được, đức thì có lúc nhìn chẳng thấy. Bồ Tát Phổ Hiền lại nói với thiện tài đồng tử rằng: thiện nam tử, nói tùy hỷ công đức là hết thảy tượng pháp giới hư không giới, chư Phật Như Lai nhiều như số hạt bụi, tất cả cõi Phật mười phương ba đời từ lúc ban đầu phát Bồ Đề tâm tu nhất thiết trí huệ, tinh tấn tu phước tu huệ chẳng giải đãi. Phước là từ nhiều phương tiện mà tu hành, do đó có câu: đừng cho việc thiện nhỏ mà không làm, vì công đức lớn là do từ công đức nhỏ tích tụ mà thành. Đừng cho việc ác nhỏ mà cứ làm, đừng nói đó chỉ là lời nói dối nho nhỏ. Chẳng phải là việc lớn, nói dối nho nhỏ mà nói dối nhiều lần, từ từ sẽ thành nói dối lớn, đại vọng ngữ. Cũng đừng cho rằng giết một con kiến là chuyện nhỏ, không quan trọng, giết người là bắt đầu từ giết con kiến. Chỗ nhỏ cũng phải lưu ý, chú ý những công đức nhỏ đó, thì phước sẽ tích tụ lại với nhau. Núi Thái Sơn là do từ từng hạt bụi tạo thành. Phước cũng như thế, chư Phật Như Lai vì giáo hóa chúng sinh mà hy sinh thân mạng để cứu giúp chúng sinh. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng lóc thịt cứu chim ưng, con chim ưng truy đuổi con chim cát, đuổi tới chỗ vị tu hành đó, con chim cát
biết người tu hành có lòng từ bi, chim cát bèn bay đến đậu trên vai. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo hộ con chim cát đó. Con chim ưng bèn nói, Ngài bảo hộ con chim cát, nay nó sống, còn tôi sẽ phải chết. Tôi chẳng có thịt ăn, sẽ phải chết đói. Ngài cứu nó mà chẳng cứu tôi, thật là không bình đẳng. Chẳng từ bi, nếu Ngài chẳng cứu tôi, thì cũng đừng cứu nó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, vậy ta sẽ lót thịt của ta cho người ăn. Do đó, Ngài bèn lót thịt trên thân của Ngài cho chim ưng ăn. Chim ưng ăn rồi nói rằng, vẫn còn chưa no, lót thêm một miếng nữa đi. Do đó, lại lót thêm một miếng nữa cho nó ăn. Chim ưng ăn hết thịt, trên thân Ngài vẫn chưa no. Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, ngươi ăn hết thịt của ta rồi mà vẫn chưa no, vậy ngươi có thể ăn hết xương cốt của ta luôn đi, ngươi xem ăn được cái gì nữa thì cứ ăn. Chim ưng nói, Ngài thật là người tu đạo, tương lai nhất định sẽ thành Phật. Nói xong rồi bay lên không trung, nguyên lai là người trời đến thử nghiệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì giáo hóa chúng sinh mà xả thí thân mạng chẳng biết bao nhiêu lần, cho nên nói, kết quả, hết quả đức này, chẳng có một hạt bụi nào, chẳng phải là nơi bỏ thân mạng của tất cả chư Phật mười phương ba đời. Ở trong đời quá khứ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng phát nguyện bố thí 1000 thân thể để cứu độ chúng sinh. Chúng ta hiện tại có thể phát đại nguyện này, xả bỏ đi thân mạng của chúng ta để giáo hóa chúng sinh được chăng? Nếu được, tức là tùy hỷ, nếu không được, tức là hỷ mà không tùy. Bạn cho rằng bạn rất thâm phục Phật quá khứ, nhưng bạn xả được thân mạng của mình, đây gọi là hỷ mà không tùy. Nếu bạn cũng có thể phát nguyện xả thân cứu độ chúng sinh, nhưng cũng phải chân chánh giải quyết vấn đề sinh tử của chúng sinh, hoặc là có thể cứu pháp thân huệ mạng của họ cũng được, không cần xả thân mạng một cách quá ngu si. Đây gọi là cũng tùy, cũng hỷ. Nếu cho rằng xả thân mạng quá khó, làm không được, cũng chẳng tán thành pháp này. Đây gọi là chẳng tùy, chẳng hỷ. Nếu bạn làm, nhưng là một cách miễn cưỡng, là vì hoàn cảnh, danh dự, hoặc vì lợi ích mà xả thân. Như có quốc gia, một số vị hòa thượng vì chính trị mà thiêu thân, nhưng chẳng hoan hỷ vì có tâm sân hận đấu tranh. Đây gọi là tùy mà chẳng hỷ. Bố thí thân mạng, đời đời kiếp kiếp đều bố thí như thế. Chẳng biết đã trải qua bao nhiêu đại kiếp, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết, cõi Phật. Trong mỗi mỗi kiếp, xả thí, số đầu mắt tay chân, não tủy của mình để bố thí, hành khổ hạnh mà người khác không làm được. Giống như hiện tại, có người phát tâm nói rằng, sau khi tôi chết, tôi đem con mắt bố thí. Có người rất có tâm bố thí, trước mắt nhìn thấy là người, kỳ thực đó đều là Phật Bồ Tát phát nguyện. Hiện tại trên thế gian cũng nhìn thấy được tinh thần vĩ đại của Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát tu khổ hạnh, khó hành, chứ chẳng phải bớt ăn chút cơm mà là bố thí thân mạng cho tất cả chúng sinh, để cứu độ tất cả chúng sinh, tu viên mãn, đủ thứ pháp môn đến bờ kia. Tu pháp môn sáu độ vạn hạnh, ba la mật, cùng với vạn hạnh khác, đắc được đủ thứ trí huệ của Bồ Tát, thì tương lai nhất định sẽ thành Phật, thành tựu vô thượng Bồ Đề, đắc được Phật quả, lại đắc được quả vui Niết Bàn, tức là đại diệt độ, lại phân thân, xá lợi sau khi trả tỳ. Đây là thành quả của sự tu giới định huệ và đủ thứ hạnh môn.
hết thảy căn lành, con đều tùy hỷ. Tất cả công đức bố thí, đầu mắt tuyển não của chư Phật, con đều tùy hỷ. Mười phương, tất cả thế giới, sáu loài, trời người, Atula, xuất sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Bốn thứ, sinh, như thai, trứng, ẩm ướt, hóa sinh, tất cả giống loài, chúng sinh, hết thảy công đức làm được, cho đến công đức nhỏ, như một hạt bụi, con đều tùy hỷ học tập đủ thứ công đức của họ. Mười phương ba đời tất cả chúng sinh, thanh văn thừa và chúng sinh, bích chi Phật thừa, bậc hữu học chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả và bậc học, vô học, tứ quả, A-la-hán. Hết thảy công đức, con cũng đều tùy hỷ công đức của họ làm. Tất cả hết thảy Bồ-Tát, tu vô lượng khổ hạnh, khó làm, chí cầu quả vị Bồ-Tát, Bồ-đề, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Hết thảy công đức rộng lớn của Bồ-Tát, con đều tùy hỷ. Như vậy cõi hư không chẳng còn nữa, cõi chúng sinh chẳng còn nữa, nghiệp chúng sinh chẳng còn nữa, phiền não chúng sinh cũng chẳng còn nữa. Nhưng sự tùy hỷ của con đây không thể nào hết được. Niệm niệm liên tục, không gián đoạn, đều liên tục phát nguyện này. Thân miệng ý ba nghiệp cũng phát nguyện này. Không khi nào mỏi mệt nhàm chán, còn vĩnh viễn đều phát nguyện này. Tâm không lười biếng, càng tinh tấn, không giải đãi, dù khó làm cũng phải làm. Mười phương, tất cả các chúng sinh, nhị thừa, hữu học và vô học, tất cả Như Lai với Bồ Tát, hết thảy công đức đều tùy hỷ. Chúng sinh là chúng duyên hòa hợp mà sinh, như làm người, chẳng phải làm người một cách đơn giản như thế, phải làm việc, làm người, thì mới làm người được, làm người, còn phải làm việc của người. Làm việc gì của người? Học cách đi của người tốt, học nói lời tốt, học tất cả hành vi của người tốt, thì mới làm người. Bạn muốn học việc làm ma quỷ, thì tương lai sẽ là ma quỷ. Chúng sinh là chúng duyên hòa hợp mà sinh, cũng là một tâm niệm hiện tại của bạn tạo thành. Một tâm niệm hiện tại của bạn, bạn muốn làm Phật, thì tu Phật đạo, tương lai sẽ thành Phật, đều do tâm của bạn tạo thành. Một tâm niệm hiện tại của bạn, muốn hành Bồ Tát đạo, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, như thế thì sẽ làm Bồ Tát. Bạn muốn tu thanh văn thừa, chứng đắc quả A-la-hán, thì thành thanh văn. Bạn muốn tu viên giác thừa, muốn đắc quả vị viên giác, thì thành viên giác. Bạn muốn sinh về cõi trời, thì tu năm giới, hành thập thiện. Bạn muốn làm người, thì phải giữ gìn năm giới. Bạn muốn làm A-tu-la, thì suốt ngày đấu tranh với người khác, sinh tâm sân hận, thì có thể thành A-tu-la. Bạn muốn làm xuất sinh, làm việc ngu si của xuất sinh, thì sẽ làm xuất sinh. Bạn muốn làm ngạ quỷ, thì đi làm việc đen tối, chẳng thấy được việc của người. Bạn muốn đến địa ngục, thì tạo nhiều tội nghiệp chút, thì sẽ đi đến địa ngục. Cho nên tất cả do tâm tạo. Trong kinh Hoa Nghiêm này có nói, nếu ai muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, hãy quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo. Vốn chẳng có thiên đàng địa ngục, cũng chẳng có Phật Bồ Tát, người gì cũng đều chẳng có. Vậy tại sao lại có? Vì do một tâm niệm hiện tiền của chúng ta tạo thành, mới có mười pháp giới này, và đủ thứ hình tướng. Nếu chúng ta một niệm đều không tin, thì cho đến tâm cũng không có. Do đó có câu,
vô tâm vô niệm phước vô biên, tư dục tạp niệm là tội kiến. Nếu bạn vô tâm vô niệm tức là phước vô biên, nếu bạn có những tư dục tức là ích kỷ tham dục, đó là tạo nghiệp. Cho nên nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, cũng có thể nói tất cả chúng sinh đều chẳng có Phật tánh. Tại sao vậy? Vì nếu bạn chẳng tu hành thì chẳng có, phải tu hành thì mới có. Lại có thể nói tu cũng có, không tu cũng có. Lại có thể nói tu cũng chẳng có, chẳng tu cũng chẳng có. Tại vì đừng có sự chấp trước. Nếu bạn có sự chấp trước, nói tôi có Phật tánh, đó là có sự chấp trước. Nếu chẳng chấp trước thì có mà chẳng có mà có. Cho nên tu cũng chẳng có, chẳng tu cũng chẳng có. Nếu ai không chấp trước thì có thể sẽ thành Phật. Tại sao chúng ta không thể thành Phật? Vì chúng ta có sự chấp trước. Nhị thừa là thanh văn duyên giác hữu học, là sơ quả đến tam quả tứ quả a la hán, là bậc vô học. Hết thảy công đức của tất cả Như Lai Bồ Tát thanh văn duyên giác hữu học và vô học con đều tùy hỷ. Công đức của Phật con cũng tùy hỷ, công đức của Bồ Tát con cũng tùy hỷ, công đức nhiều như hạt bụi con cũng tùy hỷ, công đức lớn như núi Tu Di con cũng tùy hỷ. Bất luận công đức bao nhiêu con cũng đều tùy hỷ. Cho nên nói đừng cho việc ác nhỏ mà làm, đừng cho việc thiện nhỏ mà không làm. Bạn phải biết, hết thảy các núi đều do từng hạt bụi tích tập mà thành núi. Một hạt bụi tuy là nhỏ, tích tụ nhiều rồi sẽ thành núi. Một việc thiện tuy nhỏ, nhưng nếu chúng ta làm nhiều việc thiện, tích tụ nhiều rồi cũng vô lượng, vô biên. Sammo di soha.